Em ơi, Đây. Dạ. đây anh khoe cho em cái này. Đây là những cái bài thơ, bài nhạc mà anh sáng tác thời đại học đó. Chẳng hạn như cái bài này là: Hãy về đi em còn gì để lại. Không phải em, người khác. Đây với bài nhạc nữa, nhiều bài nhạc anh thích. Anh ngồi đây tí, ở đây. Anh không hiểu tại sao mà khi mà gặp em rồi thì anh chỉ không có sáng tác thêm được nữa. Anh đâu có tật nguồn yêu đâu, Tại tình yêu anh là đang như vậy đó. à, cũng đúng nhỉ, hai tác phẩm lớn của anh. Mong sao được rồi. Thì có cái bài nhạc này này, anh nhìn anh thấy nó chưa có hoàn toàn thì anh sẽ hôm nay sẽ làm cho nó hoàn toàn. Tên là Em Là Tất Cả. Của đời anh. thì anh rồi anh đàn để anh coi coi anh còn nhớ hay không. Rồi ok anh thử thức nha. Cái này anh tặng em, người vợ yêu quý của anh mà đã chịu đựng anh bao nhiêu năm nay. Anh đánh xong bài này nào, huề hết nhé. Rồi, cái theo nha, đừng cắt theo. Lòng sao xuyến bồi hồi, em là hành tinh lạ làm hồn ta chơi vơi, đùa gió cho tóc mây quên hương nắng ngạt ngào, ước tình bằng tim mộng ta nghe lòng vẫn vương. Ta là cây cỏ dại, còn em là đóa hoa hồng, đồng hương thơm say sưa dìu ta vào tình si. Em là trăng dịu dàng, ta là chú quỷ khờ, nhờ em ban nguồn sông vào tim khát tình yêu. Ngày tháng đi qua mau, gặp em vẫn ngại ngùng, trong lòng tràn mơ mộng dạt dào bao ưu tư. Ngày nắng xuân đến đây là em đến bên đời, hơn em người trong mộng. Thương em hoài mãi thôi, thương em hoài mãi thôi, thương em hoài mãi thôi. Thank you, về nha.